Ra khỏi ánh hào quang của những ngôi chùa vàng lộng lẫy ở Yangon hay sự ma mị bụi màu thời gian của Bagan, thì Myanmar còn hấp hồn du khách bởi điều gì? Với mình thì mình bị quyến rũ bởi hồ In Lê, một vùng hồ bình yên trong lành, hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai của Myanmar thuộc bang San rộng lớn miền Trung. Một vùng hồ mang trong mình văn hóa độc đáo gắn liền với mặt nước của những bộ tộc sinh sống trên lòng hồ bao đời nay. Và ở tập phim này thì cô Hà mê du lịch bụi sẽ kể câu chuyện về hồ In Lê. Mong mọi người sẽ thích chiếc clip này nha. Để có trải nghiệm trên lòng hồ In Lê thì việc đầu tiên là mọi người cần đi xe bus đến thị trấn Nang Xuê. Mình đã đến Nang Xuê rất là sớm, đâu đó tầm 3 giờ sáng, gửi hành lý ở khách sạn rồi ra ngay luôn bến thuyền để phóng ra hồ In Lê cho kịp bắt khoảnh khắc bình minh. Nhưng mà suốt cả na lắm mọi người ơi, sáng nay thì mặt hồ In Lê mờ ảo sương sớm, lạnh teo luôn, chứ không có ban phát ân huệ cho mình những tia nắng lung linh để có bộ ảnh đẹp. Dẫu vậy thì tận mắt nhìn thấy cảnh đánh bắt cá, thứ đặc sản văn hóa của vùng hồ này là mình cũng đã rất là mãn nguyện rồi. Thật ra cái mà mọi người thường thấy trên báo chí hay trên các video quảng cáo du lịch về hồ In Lê thường thấy những khung cảnh như thế này nè. Những ngư dân thì sẽ chèo thuyền chỉ bằng một chân thôi, một cách rất là điệu nghệ, để giúp tay được tự do đánh bắt cá bằng dụng cụ truyền thống này nè. Tạo hình rất là đẹp và nghệ phải không mọi người? Và dù cho là nước trong hồ In Lê này rất là trong, trong đến mức có thể là nhìn xuống tận đáy luôn, nhưng mà nó lại dày đặc rong tảo đã khiến cho cái màu nước khá là đen và giống như là được tráng một cái lớp gương. Khi mà lên hình thì cái màu nước ở hồ In Lê khá là ảo diệu. Sau khi bắt khoảnh khắc bình minh hụt thì anh tài công lại mở máy dông thuyền chở mình đến với các địa điểm tham quan trong gói tour một ngày mà mình đã mua. Hồ In Lê là nơi sinh sống của rất là nhiều bộ tộc khác nhau, họ cùng chung sống rất là hòa thuận trên lòng hồ bình yên này. Ở đây có tất cả 17 ngôi làng với vô số những thửa ruộng màu mỡ phù sa. Nhìn từ xa thì những khu vườn nổi, những ngôi nhà lênh đênh có chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang đã trở thành biểu tượng du lịch của nơi này. Một tour tham quan lòng hồ In Lê có thể bắt đầu từ sáng sớm đến chiều tối, hoặc có thể mua tour riêng vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Giá cả tính ra tiền Việt thì sẽ tầm khoảng từ 300 đến 600 ngàn Việt Nam, tùy vào ăn ở và khả năng trả giá của mọi người đó ha. Tuy nhiên là nếu mà đi một nhóm đông thì sẽ tiết kiệm hơn nè, vì giá này là giá bao nguyên thuyền nha. Và dù bạn có chọn đi theo thể loại tour nào đi chăng nữa thì chắc chắn luôn là thuyền cũng sẽ chở bạn đi qua các địa điểm này nè. Chẳng hạn như là làng nghề chạm khắc bạc, ở đây thì họ bán tất cả những đồ vật trang sức bằng bạc. Họ còn trực tiếp thổi bạc để du khách chiêm ngưỡng nữa. Rồi thuyền cũng sẽ chở bạn đến với làng nghề quấn xì gà với đủ loại mùi hương nè, hay là nghề rèn, nghề làm quạt giấy, và chắc chắn luôn là sẽ chở các bạn đến với làng của những người phụ nữ cổ dài Padaung, làng dệt tơ sen, hay là những khu vườn cà chua nổi đặc sản của thứ vùng hồ này. Sẽ cho bạn ăn sáng, ăn trưa trên các nhà hàng nổi trên mặt hồ, cho bạn trải nghiệm một ngôi chợ đậm đặc truyền thống, hay là bạn cũng có thể thương lượng với các anh tài công để lựa chọn đến thăm các tu viện, chùa chiền, chẳng hạn như là Indian, nơi có hàng ngàn ngôi đền nhỏ san sát nhau. Mà nếu mới nhìn qua những bức ảnh trên website về du lịch đó, có lẽ ai cũng nghĩ rằng đang lạc vào một vùng đất mới mẻ và lạ lẫm. Hay là tu viện Ngang Phe Kiung, còn được biết đến với một tên gọi khác là tu viện Mèo Nhảy. Nghe nói là ngày xưa ở đây còn có biểu diễn xiếc mèo nữa mọi người. May quá là thời điểm mình tới tu viện này thì cái trò này đã được bỏ, nên Ngang Phe Kiung mang lại cho mình một cảm giác rất là thoải mái. Một tu viện hoàn toàn bằng gỗ bình yên giữa lòng hồ In Lê. À nhưng mà clip này thì mình không quyết định đi review tour đâu nha mọi người. Mình muốn kể lể cảm xúc, cảm nhận của mình về vùng hồ In Lê này. Nếu mà mọi người quá kỳ vọng vào việc trải nghiệm và tìm hiểu đầy đủ văn hóa của những tộc người vùng này chỉ trong một ngày ngắn ngủi thì chắc chắn là bạn sẽ thất vọng đó. Tất nhiên rồi, cửa ngựa xem hoa mà, làm sao mà đòi hỏi được đầy đủ cơ chứ. Chẳng hạn như là bạn hí ha hí hửng để được đến thăm làng của những người phụ nữ cổ dài Padaung, nhưng thực chất là bạn sẽ được đến thăm một cái shop bán hàng. Ở đó thì sẽ có những người phụ nữ Padaung ngồi đó cho bạn chụp hình, giúp cho việc buôn bán của shop được thuận lợi hơn. Vậy nên hẳn là mọi người cũng sẽ có chút thất vọng như mình. Mình còn mong muốn là đừng có lấy hình ảnh của những người phụ nữ này để quảng bá cho du lịch In Lê nữa mọi người. Tại sao ư? Mọi người có biết là để có những chiếc cổ dài đến 40cm dị dạng như thế này thì những bé gái đã phải đeo vòng từ năm 8 tuổi, nặng đến 4kg đó mọi người. Rồi các năm sau thì sức nặng của những chiếc vòng sẽ được tăng lên dần dần.
Dù biết đó là nét văn hóa, nhưng mà với mình nhìn thì thương lắm, suýt khóc luôn và không có muốn quay chụp gì nữa. Hay là khi mà bạn ghé thăm làng dệt vải, điều làm du khách bất ngờ nhất chính là nguyên liệu. Ở đây người ta gọi là làng dệt sen. Người dân không dệt vải bằng tơ tằm hay sợi bông mà họ có cách lấy sợi tuyệt vời từ những ngó sen. Tỉ mẩn và kiên nhẫn, họ rút những sợi tơ từ ngó sen, xe thành sợi để dệt lên những tấm vải màu sắc và kiểu dáng độc đáo. Theo người dân bản xứ thì phải mất đến 8.000 cọng sen mới dệt ra được một tấm vải có chiều ngang khoảng 0,6m và dài khoảng 2m. Mọi công đoạn đều được làm bằng tay, vậy nên đó là lý do mình được giải thích cho những tấm vải, những bộ trang phục được bán ở đây với cái giá vô cùng đắt đỏ. Nhưng mà bạn biết không, nếu mà bạn ra những cái shop ở bên ngoài lồng hồ này thì giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mặc dù việc ghé thăm những cái shop này có phần là mình không thoải mái, vì mình không phải là tín đồ mua sắm mà chỉ muốn đi tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa, nhưng mà tour này vẫn có điểm sáng đối với mình khi mà đã cho mình những cái bữa ăn sáng, bữa ăn trưa vô cùng hợp khẩu vị với những đặc sản được lấy từ chính lòng hồ này. Chẳng hạn như là phần thịt cá này rất là thơm và tươi nè. Rồi cả cái phần salad rong này cũng là sản vật của hồ In Lê. Nhưng mà chắc chắn khi đến với hồ In Lê thì bạn đừng bỏ qua món salad cà chua này nha. Thứ đặc sản này không chỉ nổi tiếng ở In Lê mà còn được vận chuyển đến khắp Myanmar và thậm chí là còn được xuất khẩu ra thế giới nữa. Những trái cà chua này được thu hoạch từ những khu vườn nổi trồng trên khắp mặt hồ nơi đây. Đây là nghề truyền thống chỉ của riêng tộc người In Tha. Vườn nổi được tạo ra bằng cách là sẽ lấy rễ lục bình đan lại tạo thành lớp đáy, lớp kế tiếp là tảo biển và trên cùng là bùn đất. Và họ dùng hàng nghìn đến hàng chục nghìn cọc tre để giữ chặt khu vườn trên lòng hồ mà không bị trôi đi. Dù là vườn dưới nước nhưng từng luống cà luôn được xếp thẳng tăm tắp, giữa các luống thì chừa ra một khoảng cách đủ cho chiếc xuồng con đi vào chăm sóc và thu hoạch. Phù sa của hồ là nguồn dinh dưỡng chính để nuôi sống rau quả. Ở đây người dân thì không dùng đến phân hóa học hay thuốc trừ sâu, nên quả tuy là nhỏ nhưng vị ngọt rất là đậm đà và tự nhiên. Mà thực ra với mình thì không chỉ có đi thuyền máy trên lòng hồ mới gây được ấn tượng, mà cả việc sống chậm ở thị trấn Nang Xuê cũng cho mình rất là nhiều cảm giác thú vị. Nếu như các khách du lịch hạng sang thường chọn cho mình nghỉ dưỡng trong các resort cao cấp trên lòng hồ, thì với dân du lịch bụi như mình thường là sẽ chọn lưu trú tại các khách sạn hostel ở thị trấn Nang Xuê. Và những trải nghiệm ở thị trấn này đã làm mình thích đến mức đã lựa chọn nán lại nơi đây thêm một ngày nữa, mặc dù đã đặt sẵn khách sạn lẫn vé xe đến Mandalay rồi. Mọi người có tò mò ở Nang Xuê có gì mà đã khiến mình quyết định như vậy không? Đơn giản là mình cảm thấy rất là chill, rất là bình an trong khoảng thời gian ở đây. Ngay cả những bác ma mà mình đã gặp trong ngôi nhà gỗ tách truyền thống là hostel mình đã lưu trú trong ngày cuối ở hồ In Lê này thì bác ấy cũng rất là dễ thương. Bác ma ấy thì không hề hù dọa mình mà chỉ liên tục nở nụ cười thật tươi như thể chào mừng khách đến nhà chơi. Mọi người nghĩ mình có gan dạ không? Nếu có thì đừng có tiếc một like hay một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và cái câu chuyện gặp ma này thì mình hy vọng là mình không có làm mọi người sợ. Vì nói thật là mọi người sẽ cảm nhận được rất là nhiều cảm xúc tích cực khác nhau ở nơi này. Chẳng hạn như là sẽ rất là chill khi mà buổi tối chọn tầng thượng của cái khách sạn Best Western để dùng bữa ăn tối với cái view nhìn toàn cảnh thị trấn Nang Xuê. Hoặc là mọi người cũng có thể chọn cho mình một lịch trình chạy xe đạp đến Red Mountain để đi dạo trong những vườn nho, rồi có thể là nhâm nhi những ly rượu vang trong khung cảnh rất là hữu tình nữa. Đi với Crush mà ở đây thì tuyệt vời lắm nha. Cùng với cung đường đến Red Mountain này thì mọi người cũng có thể đến với ngôi làng Mai In Thâu. Một nửa của làng Mai In Thâu thì nằm hẳn trong lòng hồ, nửa còn lại thì nằm trên dải đất ven hồ. Hai nửa này thì được kết nối với nhau bằng một cây cầu dài bằng gỗ tách. Tại đây thì mọi người chắc chắn là sẽ cảm nhận được những chất rất là thật của In Lê này, không có một chút xíu gì làm du lịch cả. Hãy dành thời gian ở nơi này, thưởng cho mình một bữa ăn trưa ngon lành như những người dân địa phương sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đó mọi người. Từ ngôi làng này, nếu mà nhìn ngược lại lên đồi, bạn sẽ thấy cái tu viện Mai In Thâu. Từ tu viện này thì bạn cũng sẽ có được view rất là đẹp để ngắm toàn cảnh hồ In Lê. Nhưng mà mình có drone mà, thì mình cũng có thể ngắm được view toàn cảnh hồ In Lê nè. Đó, mọi người có thấy không? Cây cầu gỗ này thật sự rất là đẹp. Và nếu để so sánh với cây cầu Ubin ở Mandalay mà mình sẽ giới thiệu trong tập phim sau thì hơi khập khỉnh một chút. Nhưng mà đã đến In Lê Lê mà không bước chân lên cây cầu này thì đối với mình nó cũng là điều rất là nuối tiếc các mọi người. Ở In Lê này cho mình rất là nhiều cảm xúc mà thật sự đối với mình là rất là khó để nói thành lời. Mình chỉ biết nói rằng mình rất rất thích. Còn có lẽ mọi người cần tự đến đây dành cho mình một chút thời gian để chill và cảm nhận.
Với mình thì Hội Lề này là một lòng hồ, một miền sông nước rất là khác với phần còn lại của Myanmar. Có lẽ phần vì mình đến Myanmar vào mùa nóng đổ lửa. Cái nóng đã khiến cho những cảm xúc của mình ở Yangon hay Bagan cũng nực nổi theo. Nên là cái se se lạnh ở Hội Lề này đã làm cho cái cảm xúc của mình cũng được dịu dàng trở lại. Và nếu như mọi người biết rằng ở Myanmar này còn rất là nhiều bất ổn giữa nhà cầm quyền và các phiến quân, nhiều vùng đất chúng ta muốn đặt chân đến cũng không thể đến được vì quá nguy hiểm, thì tại miền sông nước Inle này, 17 ngôi làng của các tộc người khác nhau vẫn sinh sống hiền hòa và thuận tự nhiên, bảo tồn và gìn giữ những giá trị truyền thống. Thật là một điều đặc biệt và đáng quý phải không nào? Tạm biệt Hồ Inle, mình sẽ nhớ về nơi này như là kỷ niệm đặc biệt nhất trong hành trình 12 ngày trên đất Myanmar này. Hẹn mọi người trong những câu chuyện về Mandalay, về Pago, những cố đô huy hoàng trong lịch sử Myanmar nha. Và nhớ bấm like hay là bình luận để giúp mình phát triển kênh nha mọi người. Cảm ơn, tạm biệt.